Nguyễn Thúy Phượng xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, mặc dù bây giờ ở trong Việt Nam, bệnh dịch đang hoành hành ở nhiều địa phương và nhiều nơi ở trong nước đang bị phong tỏa, đóng cửa xã hội. Nhưng mà ở trên mạng, mọi người vẫn chú ý nhất là đến những buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng đột nhiên, ngày hôm nay ở trong Việt Nam, tức là ngày 29, ở trên fanpage của bà lại có một thông báo như thế này: chúc quý vị một ngày mới thật bình an và hạnh phúc. Phương Hằng tôi rất xin lỗi, buổi livestream tối nay sẽ dừng lại vì tôi bị bệnh hai hôm nay. Khi nào khỏi bệnh tôi sẽ thông báo để trực tuyến cùng quý vị. Tôi biết quý vị rất mong chờ gặp tôi. Tôi biết quý vị rất yêu mến tôi. Nhưng tôi rất xin lỗi quý vị vì tôi không khỏe. Quý vị thông cảm và luôn yêu mến tôi nhé. Tôi hứa sẽ trở lại vào tuần sau và sẽ thông báo đến quý vị. Tôi cảm ơn và chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Mong gặp lại quý vị sớm nhất. Nguyễn Phương Hằng. Thưa quý vị, Nguyễn Thúy Phượng vào tìm hiểu ở trong cái tờ báo Tuổi Trẻ ở trên mạng đó, thì có một cái bản tin như thế này: bà Phương Hằng cam kết thôi không livestream. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với phía bà Phương Hằng và bà đã cam kết không livestream. Trên fanpage Trường Đua Đại Nam Official sáng 29 tháng 5 cũng thông báo bà Phương Hằng hủy buổi livestream dự định phát vào tối nay. Trả lời Tuổi Trẻ Online sáng 29 tháng 5, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận ông đã trao đổi với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh để xử lý vụ việc bà Phương Hằng gần đây livestream thóa mạ chửi bới một số cá nhân, nghệ sĩ. Ông Phúc cho biết Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc sơ bộ với phía bà Phương Hằng và họ cam kết thôi không livestream. Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh nhận được văn bản từ Hội nghệ sĩ sân khấu thành phố Hồ Chí Minh phản ảnh việc bà Phương Hằng gần đây liên tục livestream xúc phạm, thóa mạ nhiều nghệ sĩ thuộc hội. Đồng thời với việc chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh làm việc với phía bà Phương Hằng yêu cầu đừng livestream thóa mạ xúc phạm nhân phẩm các cá nhân. Ngày 28 tháng 5, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã có văn bản đề nghị các tỉnh, thành tăng cường công tác quản lý, xử lý với các đối tượng livestream xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các tổ chức cá nhân khác, sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục. Nói về việc livestream gần đây của bà Phương Hằng, ông Lưu Đình Phúc khẳng định những thông tin bà đưa ra đúng sai thì pháp luật còn phải xác minh, nhưng không thể nào cứ tiếp diễn việc một cá nhân thoải mái lên diễn đàn mạng để thóa mạ, chửi bới người khác. Việc này là không chấp nhận được. Phía bên bà đưa ra ở trên fanpage là sẽ trở lại, thì Nguyễn Thúy Phượng nghĩ rằng bà sẽ điều đình với lại nhà cầm quyền để mà trở lại, nhưng mà sẽ không có lôi các nghệ sĩ ra để mà mạt sát nữa. Nhưng mà Nguyễn Thúy Phượng tự nghĩ là nếu mà không có đưa các nghệ sĩ ra mạt sát nữa thì bà cũng đâu có còn cái gì để mà nói nữa. Tại vì cái việc mà tố cáo ông Võ Hoàng Yên thì bà đã làm đầy đủ hết rồi, hết mọi chi tiết rồi, đâu còn cái gì mà hấp dẫn để mà đưa ra nữa, thưa quý vị. Đó. Nhưng mà thưa quý vị, Nguyễn Thúy Phượng thấy rằng là cái việc mà lúc đầu bà đem ông Võ Hoàng Yên ra để tố cáo những cái sự gian lận của ông trong cái việc làm từ thiện với bà, và cái việc mà ông lừa gạt về cái việc chữa bệnh cho những cái người mà bệnh tật, nhưng mà thật ra là chẳng có chữa được cho ai cả, thì đó là một cái điều rất là chính đáng. Nhưng mà nhất là cái việc mà bà tố cáo rằng là bọn cầm quyền ở tỉnh Bình Thuận đã bao che cho ông
Võ Hoàng Yên này đi chữa bệnh lừa gạt đồng bào và nâng uy tín của ông ta lên đó, thì cái đó là cũng rất là chính đáng. Nhưng mà khi mà tỉnh Bình Thuận và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vừa mới là phạt vạ bà, cảnh cáo bà một cái là bà sợ, bà lùi lại và không có dám đụng tới những người cầm quyền nữa. Mặc dù là không những chỉ có tỉnh Bình Thuận mà còn có những địa phương khác, đó, bọn cầm quyền cũng đã mời cái ông Võ Hoàng Yên này chính thức đến để mà chữa bệnh cho đồng bào. Và họ, mặc dù ông này nói rằng là chữa bệnh miễn phí, nhưng mà họ đã tiêu ra cả hàng trăm triệu để mà đem ông về chữa bệnh trước mặt đồng bào. Thưa quý vị, bà không dám đụng đến bọn cầm quyền nữa, mà bà đi tố cáo rằng là ông Hoài Linh là nghệ sĩ nọ, nghệ sĩ kia. Tại sao mà đã biết, đã quen biết với lại ông như vậy, xuất hiện với ông ở chỗ nọ chỗ kia, tại sao không lên tiếng để mà tố cáo ông? Thưa quý vị, ông Hoài Linh thì có đem cái danh tiếng của mình ra để mà xuất hiện với ông này nhiều lần. Còn những nghệ sĩ khác thì thật sự cái sự liên hệ của họ với lại ông này cũng không có gì đó. Mà bà kêu réo họ ra, rồi thì bà lôi cả đời tư của họ ra để mà bà mạt sát. Đó là cái chuyện rất là bất chính, và có lẽ là cái sự quý trọng của mọi người đối với bà đó nó cũng là đi xuống. Họ chỉ còn là xem bà, xem những cái buổi livestream của bà như là một cái việc giải trí. Tại vì thưa quý vị, có rất nhiều người thích nghe nói về các nghệ sĩ để mà giải trí. Họ tò mò về những cái việc đời tư của các nghệ sĩ. Và một số các nghệ sĩ, Nguyễn Thúy Phượng thấy họ cũng dạy cái là bà kêu réo họ, đem họ đi trả lời, nói qua nói lại với bà. Cái đó coi như là làm show miễn phí cho bà, thưa quý vị. Đó. Cái việc mà bà tố cáo rằng là ông Hoài Linh đó, nhận tiền quyên góp rồi không có chi ra để mà giúp đỡ cho đồng bào ngay, mà giữ bao nhiêu tháng này, cái điều đó cũng là chính đáng chứ không phải là không đó. Nhưng mà cái việc mà ông ta làm đó, nó không có, cái lỗi của ông ta đó nó không có là bao nhiêu so với lại những cái sự tham nhũng, những cái sự không có minh bạch của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiêu xài biết là bao nhiêu. Thì thưa quý vị, bà không dám nói đụng đến họ mà bà chỉ có lôi ông Hoài Linh ra, và bà lôi tất cả các nghệ sĩ khác ra, nói đến những cái việc mà họ đi lấy chồng lấy vợ, đi tư tình với những ai, rồi đi mua hột xoàng trả góp, những cái việc vớ vẩn như vậy bà lôi ra. Thưa quý vị, vì thế nên có nhiều người nghĩ rằng là có thể bà lại làm tay sai cho nhà cầm quyền Cộng sản để cho mọi người chú ý đến những cái việc vớ vẩn như vậy mà quên đi những cái việc mà đang trọng đại ở trong nước, là cái bệnh dịch nó lan tràn khắp nơi và kinh tế suy sụp, người dân mất công ăn việc làm, mất phương tiện sống, mà nhà cầm quyền không có làm cái gì để mà giúp đỡ cho người dân được. Và bao nhiêu quan chức đang tham nhũng trong nước, cái việc đó cũng người dân cũng quên đi. Đó. Và thưa quý vị, nhất là đem cái ông Hoài Linh ra để làm con vật tế thần. Cái lỗi của ông ta nhỏ so với lại cái lỗi lớn của nhà nước. Cứ đem ông ta ra để chửi bới, để trở thành một kẻ tội đồ. Trong khi cái tội chính đó là những cái chính quyền địa phương. Tại sao cấp giấy phép cho ông Võ Hoàng Yên rồi không theo dõi những cái hành động của ông ta?
mà lại còn mời ông ta chính thức về địa phương, dùng tiền thuế của người dân để mời ông ta về địa phương để mà chữa bệnh. Cái điều đó là cái điều làm cho cái uy tín của ông ta mới là càng lên cao hơn là cái việc mà ông ta xuất hiện với lại ông Hoài Linh. Thưa quý vị, vâng, chúng ta chờ đợi thử xem rồi cái màn kịch này nó còn đi tới đâu nữa. Nguyễn Thế Phượng nghĩ rằng nếu mà bà ta không được kêu réo các nghệ sĩ nữa đó, thì không biết là cái show của bà ta có còn ai xem nữa hay không. Thưa quý vị, mấy lúc này nó hot là tại vì bà ta kêu réo được các nghệ sĩ và họ phản ứng lại. Chứ còn bây giờ nếu mà bà ta bị khóa miệng mà không có kêu réo các nghệ sĩ nữa thì cũng không có gì để mà thu hút khán giả nữa, thưa quý vị. Nguyễn Thế Phượng xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin mời quý vị đăng ký để xem các video tiếp theo của Nguyễn Thế Phượng, đồng thời cũng mời quý vị vào xem các video Nguyễn Thế Phượng đã thực hiện và giữ lại ở trong kênh. Xin kính chào.